Thời điểm uống thuốc ức chế bơm proton PPI hay còn gọi là thuốc giảm tiết axit, cùng tìm hiểu với tôi trong video ngày hôm nay. PPI là tên gọi chung của các thuốc có tác dụng làm giảm bài xuất axit dạ dày. PPI thì được chỉ định một cách rộng rãi đối với tất cả các bệnh lý liên quan đến việc bài tiết axit dịch vị, ví dụ như loét dạ dày tá tràng, hội chứng Zollinger-Ellison, trào ngược dạ dày thực quản, chống chậm tiêu chức năng, xuất huyết tiêu hóa cao không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, sau thắt tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan, và cuối cùng là kết hợp với các kháng sinh để điều trị vi khuẩn HP. Vậy thời điểm uống PPI như thế nào là hợp lý và đạt hiệu quả cao nhất? Uống PPI trước bữa ăn sáng sẽ tốt hơn là uống khi nhịn đói. Tức nghĩa là khi chúng ta uống thuốc vào bữa sáng và chúng ta nhịn đói, hiệu quả sẽ không tốt hơn như khi chúng ta uống thuốc rồi chúng ta ăn sáng. Trong trường hợp nếu chúng ta uống PPI trong bữa ăn hoặc sau khi ăn, như chúng ta đã biết thì thuốc khi đi vào cơ thể cần có thời gian hấp thu để sinh cả dụng. Trong khi lúc này thì dạ dày đã tiết hầu hết axit để tiêu hóa thức ăn. Chính vậy để có kết quả tốt thì chúng ta nên uống PPI từ 30 cho đến 60 phút trước bữa ăn no. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đau cấp thì người ta có thể sử dụng PPI đơn liều vào bất kỳ lúc nào.